bán nhà riêng Hà Nội. Một căn nhà riêng Hà Nội nằm trên mặt ngõ thông của phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy. Có diện tích xây dựng là 50m², lô góc hai mặt thoáng, có thang máy anh chị nhé, được xây dựng 6 tầng. Đấy. Ngõ này là ngõ thông. Đấy, với thiết kế thông sàn anh chị nhé. Đây, khu vực tầng 1 đây, thông thoáng. Đấy. Tầng 2 cũng rộng rãi. Với mức giá đang được chào bán chỉ hơn 7 tỷ cho một căn nhà như thế này thôi. Hệ thống đèn tự động anh chị nhé. Đấy, đây tự sáng. Tầng 1 kinh doanh, tầng 2 là phòng khách, rộng rãi thông thoáng. Nếu chị đang có nhu cầu mua một căn nhà riêng Hà Nội có thang máy kinh doanh tốt khu vực quận Cầu Giấy thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Và đừng quên bấm link trong phần bình luận và truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Bán Nhà Riêng Hà Nội để xem video full của các căn nhà khác anh chị nhé.